Ở bài thứ hai thì AGP sẽ hướng dẫn các bạn về cách thao tác các thư viện trong Illusion. Thì trước tiên là ta sẽ đang ở cái chế độ thư viện. Trước tiên thì là bao giờ khi mở ra thì ta sẽ ở chế độ thư viện default. Ta muốn mở các library khác thì ta có thể vào phần Quick Load Library là những cái thư viện mà ta đã mở trước đây. Thì ta có thể chọn các thư viện để load thư viện một cách nhanh chóng, hoặc là ta có thể load library ở một cái thư mục nào đó. Thì khi load thì nó sẽ là ở một cái thư mục default của thằng Illusion, thì ta có thể chọn một cái thư viện nào thích hợp với chúng ta. Có thể ta dọn smoke nó khói chẳng hạn, thì ta có thể di chuyển và test thử tất cả các cái tính năng của nó. Thì trong phần thư viện này ta có thể rename, ta có thể đổi tên những cái thư viện này sao cho thích hợp với công việc của ta, về sau này dễ tìm kiếm. Và ta có thể thay đổi tất cả tên của các hiệu ứng, hoặc là ta có thể tạo một cái folder nào đó là của mình, My Illusion. Thì ta có thể tạo riêng cái thư mục của mình, và ta có thể giao lưu giữa cái này với nhau, tức là giữa các thư viện với nhau để quy về một mối. Thì sau này ta sẽ mở dễ hơn. Còn phần property thì khi mà ta kích chuột phải ta chọn property, thì ở phần này ta sẽ có tất cả các hiệu ứng của cái thư viện mà ta đang mở. Thì ta có thể thay đổi tất cả các thư viện theo ý của chúng ta về thuộc tính của nó. Sau khi xong ta có thể ấn OK để chấp nhận. Còn phần tiếp theo là phần kích chuột phải, ta sẽ chọn phần manager là cái phần quản lý các thư viện. Ví dụ ta có thể giao lưu giữa các thư viện với nhau để trao đổi từ thư viện này sang thư viện khác. Ví dụ ta sẽ chọn một cái thư viện nào đó trong mục C. Đấy. Ví dụ thư viện về tool, về hoạt hình đi. Khi ta muốn giao lưu giữa các thư viện thì ta có thể, ví dụ ta chọn vào My Illusion, ta có thể chọn các tool và ta sẽ add sang bên cạnh. Thì lập tức ta sẽ được một thư viện mới, tức là ta sẽ có thể tạo cho mình một cái thư viện riêng mà thư viện xịn, tức là thư viện mà sau này để ta làm việc liên tục với nó, hoặc là ta có thể save vào để lưu lại cái thư viện đó thành một tên khác. Chọn OK, save vào. Ta chọn cái thư viện S chẳng hạn. Thì sau này ta sẽ được một cái thư viện mới là trong đó có thêm phần My Illusion và các tool, thì ta có thể di chuyển đó. Còn phần tool name setting thì ta có thể phóng to thu nhỏ cái preview của phần phần view của những cái hiệu ứng ra, nó sẽ to hơn so với vị trí. Ta có thể to nhỏ tùy, ta có thể to nhỏ tùy theo. Đấy, ta để. Còn phần tiếp theo nữa là phần update image, thì tức là khi mà Illusion ta thay đổi một cái thuộc tính nào thì cái preview của nó sẽ hình khác, nhưng mà nó sẽ không tự động thay đổi. Thì khi ta chọn update thì ví dụ ta vào property, ta đổi cái màu của cái hiệu ứng này thành màu xanh chẳng hạn. Ta sẽ đổi nó thành màu xanh chẳng hạn, ta chọn OK. Đấy, thì là cái này nó sẽ không thành màu xanh, cho nên ta phải kích chuột phải chọn update image thì nó chuyển thành màu xanh. Còn phần update all image thì nó sẽ update tất cả các thư viện có trong này. Đây là một số thao tác về library mà các bạn cần chú ý.